hello xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh cali sài gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ bình an hạnh phúc bền gia đình vâng mới nghỉ giải lao ra đây tâm sự với các bạn nữa vâng hôm nay thì cali lạnh nhưng mà không có mưa chỉ mưa râm hồi giấc sáng mà thôi đỡ hôm qua hôm kia rất nhiều nhưng mà dự báo thời tiết thì nguyên tuần nay sẽ mưa à, nhưng mà cái lạnh của california chắc không lạnh bằng cái lạnh ở alaska đâu nơi mà Khoa Bất và Vương Phạm đang uh, ngao du nơi đó cái chỗ mà mấy tháng không có uh, ánh nắng mặt trời đó các bạn mình cũng chưa đến đó nó ở xa nó ở uh, tách rời ra của nước Mỹ uh, rất là lạnh quanh năm suốt tháng nơi mà chúng ta hay đi bắt uh, king crab uh, cua hoàng đế đó um, ở nơi đó cũng là một cái kho dầu nghe nói <laughs> một cái túi dầu khổng lồ ở ngoài đó nhưng mà Mỹ không có khai thác để đó đi để chừng nào mà thế giới khai thác hết dầu hết này khi nọ rồi thì Mỹ mới chịu khai thác của chính ba chính cái tài nguyên của mình và nơi đó có rất nhiều tài nguyên đây các bạn ngoài uh, lượng hải sản cá tôm nè rồi có dầu rồi có những thứ khác nữa mà ngày xưa uh, Mỹ đã mua lại từ uh, Liên Xô <laughs> vâng thì uh, nhiều người uh, cũng thấy làm tiếc khi bộ ba tan rã chỉ còn lại có vương phạm và khoa bất mà thôi và cặp đôi hoàn hảo này đúng là cặp đôi uh, đôi bạn mới gặp nhau mà tình đầu ý hợp các bạn ha hai người cũng giỏi tuổi trẻ tài cao cũng là triệu phú rồi cũng tánh tình đi chơi cũng hợp với nhau uh, thấy hai người cũng vui vẻ nói chuyện uh, những cái cách chơi và cách ăn uống này kia nọ thì thấy họ rất là thân mặt à, nhiều người thì các bạn thì cứ nói à, như, à, người này hay bu hay là đu theo cái trên này dĩ nhiên rồi chúng ta là những người làm youtuber nhiều khi à, cập nhật thông tin thì à, mình phân tích và đưa những cái à, cái cái sự hiểu biết nhỏ nhen của mình à, để chia sẻ cùng với các, tất cả các bạn đôi lúc những cái lời bình luận của các bạn là những bài học hay dầu à, những lời bình đều luận nó tốt hay xấu hay là như thế nào đi nữa đó cũng là những cái hay mà những người YouTuber như Cali Sài Gòn được học hỏi. Không có người nào mà mình không học được cái, cái hay từ nơi họ từ người dở cho tới người hay. Chỉ dĩ nhiên buphem buphem là mình à, đu theo cái 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 người mà cái gì các bạn à, người mà em là cái người lỗi lạc hả hay là có danh tiếng này kia nọ ừ. nổi tiếng thì dĩ nhiên rồi youtuber không phải một mình mình như vậy và đa số tất cả các youtuber đều cũng làm điều như vậy tại vì nếu mà chúng ta chỉ nói về một người nào đó hay chúng ta phân tích một câu chuyện nào mà chẳng ai muốn xem và người đó cũng chẳng ai muốn biết tới và người đó cũng chẳng có phải là người nổi tiếng thì đâu có ai mà xem đâu cho nên làm youtuber thì uh, thường thường đu theo những cái trend nào nó hot và những cái người nào nổi tiếng uh, thì uh, mình làm theo như vậy để cho có người xem uh, tạo ra một cái uh, chủ đề khác cho mình cái sao hàng loạt lùm xùm từ 35 tỷ với lại Johnny đặng uh, cạch mặt với nhau chỉ cần một lời xin lỗi các bạn nghĩ có Johnny đặng có xin lỗi khoa Bất không mình nghĩ không nè sau khi mà Johnny đặng à, nói với lại Vương Phạm là gửi lời đến um, Khoa Bất sau khi trao cho Khoa Bất uh, 4 năm triệu khôi á, nói, uh, nó ăn nhiêu đó còn chưa đủ nữa hay sao? Um, mình nghĩ chắc là không có lời xin lỗi đâu và tình bạn giữa uh, Johnny đặng với lại Khoa Bất chắc không không bao giờ hãy uh, hàn gắn được nữa rồi. Um, thôi gì cũng là xong một uh, giống như là một dở tuồng tấn tịch đã hạ màn rồi. Bây giờ chỉ còn lại có khoa bớt và vương phạm bà kho và mà thôi. Mà hai người bạn này cũng cho mình biết kiến thức nhiều thêm khi mà họ đi đến chỗ này chỗ kia chỗ nọ, những nơi sang trọng, những nơi hẻo lánh hoặc ăn uống những cái thứ mà mình bây giờ mình cũng không ngờ rằng ở Alaska một xứ lạnh lẽo như vậy, một cái chỗ người Mỹ mà họ có bán phở nữa. <laughs> có có và họ cũng có tương, rồi tương ớt tương quan phở rồi có giá mặc dù họ, họ cũng có ngồi gai thôi nhưng họ có hành gọi coi hành lá của hành kia sắc nhỏ cho để cho mình bỏ vô phở phải nói thật sự là cái món phở việt nam các bạn đi đâu cũng có các bạn bây giờ mà các bạn ở ở nước mỹ này ha nhất là ở california ha các bạn đi đến chỗ nào các bạn nói phở là người nào cũng biết dân luôn cả người dân da màu họ cũng biết phở luôn nữa Ấn Độ hay là Mỹ Tây Cơ bất cứ nước nào nói tới phở là họ biết liền cái món giống như là món ăn thuần tí của người Việt Nam nhất là những con đường của người Việt Nam mình ở nơi đâu ví dụ ở trên cái chỗ khu trung tâm thương mại của người Việt Nam mình ở Sacramento đi thủ phủ California một con đường đó có khoảng cỡ ba chục cái nhà hàng đi là hai chục cái nhà hàng bán phở và 15 cái nhà hàng chuyên về phở mang cái món kia là chỉ món phụ thôi cho nên mình người việt cũng cảm thấy hãnh diện các bạn ha khi mà món phở của chúng ta à, đi đến đông tây nam bắc cái chỗ nào chúng ta cũng à, giới thiệu đến à, à, người bản xứ và à, tất cả các à, xứ sở nước khác là món phở là cái món mà đặc trưng nhất của đất nước việt nam của chúng ta ừ. Mình thì chưa có đến Alaska và cũng chưa bao giờ đi câu Dĩ nhiên chưa đến thì đâu bao giờ mà đi câu giống như khoan cái lỗ rồi để cái lưỡi câu dưới câu lên thì chưa có đến Nhưng mà tuyết thì dĩ nhiên ai ở nước Mỹ này cũng đã từng đi chơi tuyết và từng dọc tay dưới tuyết rồi Các bạn thấy nó đẹp như vậy chứ nó lạnh lắm à, Mình mà bỏ tay không có đeo găng tay mà tọc tay dưới tuyết chơi khoảng chừng chút xíu cả. là lạnh cống tay chừng chừng á có cái một cái điều mà ở uh, chuyến đi của Pa Bất và Vương Phạm tới uh, Alaska thì uh, họ muốn ngắm cái gì? Đó là họ muốn ngắm cực quang. Cực quang ở nghe nói ở trong màn đêm khi buông xuống thì uh, có những ánh hào quang, cái cực quang nó lé lên trên không trung bầu trời và rất là đẹp luôn. Và ai cũng uh, muốn muốn nhìn thấy muốn ngắm cái cảnh đó như thế nào Nếu mà các bạn đã từng xem phim Avatar thì các bạn sẽ thấy nó đẹp kinh khủng luôn á Và chính qua Bất với lại Vương Phạm cũng phải ngồi chờ 4 tiếng đồng hồ khi màn đêm buông xuống dưới cái lạnh lẽo của Alaska để xem cái cực quan nó xảy ra như thế nào Đó là chỉ là một hiện tượng quan học được đặc trưng bởi sự thể hiện Đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời Về đêm à, Được sinh ra do sự tương tác Của các hạt mang điện tích Từ gió mặt trời Và từng khí quyển bên trên của hành tinh Nhưng mà Sau khi ngồi 4 tiếng đồng hồ và kết quả Thì Khoa Bất và Phương Phạm à, Được à, nhận về Và được thấy Đó chính là một bầu trời đen thu thủi không thấy gì hết trơn luôn <laughs> đen hơn là mực tàu đó các bạn à, hóa ra là cái việc mà mình đi ngắm cái cực quan này nó cũng hên xui thôi có người thì ngắm được và có người thì không ngắm được cái này giống như là mình đi săn mây mà hàng thử ra nó cũng phải nói vấn đề hên xui nữa <laughs> thật ra khi mà khoa bất quay cái clip mà nói về đi ngắm cực quang ở alaska thì chắc chắn là nhiều người à, nếu mà theo dõi khoa bất thì cũng giống như mình và tất cả anh chị em trên thế giới này cũng à, muốn ngắm ké coi cực quang ở alaska nó như thế nào thôi bây giờ à, không được coi ké của uh, video của khoa bất thì thôi mình tạm coi cái um, cái, cái cái những cái cực quan của những cái video clip khác trên youtube thì nó cũng đỡ ghiền ừ. công nhận hai cái uh, cậu em trai này hợp tánh với nhau vui vẻ cùng đi chơi và làm nhiều cái chuyện mình cũng thấy là crazy cũng điên rồ lắm các bạn ha cũng như là mướn máy bay đi vòng quanh tốn rất nhiều tiền cho một tiếng đồng hồ và mình thích thú nhất là cái vấn đề mà uh, mướn xe tăng á Ừ. và uh, <laughs> đi trên xe tăng nó có cảm nhận như thế nào và súng để bắn uh, những cái 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 cái, cái uh, giống như là uh, đại pháo trên xe tăng để cảm nhận được cái tiếng nổ nó như thế nào Chắc chúa như thế nào công nhận hai người này hay có những cái video và triệu view và để cho người xem mãn nhãn được nếu mà chúng ta thật ra, sự ra chúng ta mà à, có cái à, đầu óc mà à, du lịch tham quan thắng cảnh đi đây đi đó không bận bịu gia đình và chúng ta đã có từng đầu tư vào cái chỗ nào đó bitcoin hay cái gì mà chúng ta có cái cái đồng vô đồng ra thì chúng ta cũng nên đi nên đi để cảm nhận được cuộc sống bây giờ các bạn thấy không dịch COVID-19 nó đã 2 năm rồi khi mà nó đến nước Mỹ giống như là một cơn lũ cướp đi biết bao nhiêu mạng sống ở ở Mỹ và cả thế giới rồi 2-3 tháng vừa qua khi chúng ta cảm nhận được gì những người quen thân những người mình biết nhiều khi mới thấy đó mà đã ra đi rồi sau mấy tháng dịch bệnh ở Sài Gòn cái câu nói của người thân của mình hay nói câu Sáng mai thức giấc không biết quanh ta còn ai còn sống Và ai đã ra đi Mới đây Việt Nam thì cũng Một ca sĩ Không phải là hạng A Nhưng Anh ta cũng Trải qua hình như cũng cả hơn 20 năm trong nghề Và đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ cho Đồng bào ở hải ngoại nữa và ở Việt Nam thì rất nhiều người biết đến anh, tên người này à, Nhất là dân miền Tây, tuy rằng sinh ở miền Trung Nhưng giọng ca Rất được nhiều người dân ở miền Tây yêu chuộng qua những nhạc phẩm Như là chuyện tình bên ao cá, tình em xứ Quảng Em còn tuổi 15 Thư tình, cái gì đó à, Nhiều cái bài hát mà để cho người ta À chạm vào trái tim của họ Họ thích nghe anh hát về Cái chất giọng dễ đi vào lòng người Mộc mạc uhm. Nó uh, vừa mang âm hưởng dân ca Nhưng mà trữ tình lãng mạn thì nhiều hơn Mình uh, biết cái người ca sĩ này vào thập niên uh, Cuối năm uh, cuối cuối thập niên 90 Khi mình về Việt Nam chơi Thì ra ở ngoài uh, chợ Tân Bình á Thì có mấy người uh, bán hàng ngoài đó Người ta giới thiệu CD của người ca sĩ này đó là uh, Uh, ca sĩ Ngô Quốc Linh mà đã ra đi bệnh viện vì dịch bệnh covid 19 Cho nên uh, sau khi mà uh, dịch covid 19 chín bùng phát, Sài Gòn tổn thương rất là nhiều và hiện nay nghe nói là ở Cần Thơ nhiều cái người uh, bị nhiễm rất là nhiều, cái ca bệnh nó tăng rất là nhanh với lại cái chủng mới là con uh, omicron này á, uh, nó, nó người ta nói ra là phát hiện ra là nó lây bệnh rất là nhanh nhưng mà cái sự tàn phá của nó thì cũng không đến nỗi mà dữ dội giống như là người ta tưởng tượng và họ mới phát giác ra ở bên hồng kông năm người lớn có trẻ có nhỏ có đến từ uh, 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 thành th th um, sân bay tân sơn nhất cho nên họ đã cấm rồi họ đã cấm uh, những chuyến bay từ sân bay tân sơn nhất bay vào của hồng kông ở Mỹ này lúc trước thì họ cấp những cái quốc gia mà đến từ Phi Châu cho nên chúng ta cũng không được chủ quan nhất là những anh mà chán thù chán bạn mà cuối tuần đó bây giờ hết dừng người gì... nói hết dịch bệnh nó đâu hết dịch bệnh nó chỉ tạm thôi đó thì thấy những quán nhậu mở ra rồi những quán ốc rồi à, bè bạn tụ tập nhau rất là nhiều nhưng mà bây giờ không mở cửa không cho người ta làm ăn thì không được các bạn nên các bạn thấy không mấy à, tháng vừa rồi thấy sài gòn của mình tan quang hết trơn bây giờ à, nhà mấy cái mặt bằng ở quận nhất quận năm mấy cái chỗ mà đất vàng thấy treo bán quá trời luôn kinh khủng nhưng mà có nhiều cái nhà bán mình thấy hết hồn luôn với cái giá nhất là ở mấy cái chỗ mà đồng khởi à, nhà bề ngang 10 bề dài 20 mà cao 6 tầng kêu giá tới 600 tỷ. Kinh khủng thiệt ha. Nhiều căn nhà ở Việt Nam ở Sài Gòn bán một cái ăn ba đời chưa hết luôn nè vâng, à, ra đây tâm sự với các bạn một chút xíu chuyện trên trời dưới đất, chuyện người này, chuyện người kia rồi chuyện ở Việt Nam để cho khuây khỏa tâm hồn chút xíu. Chứ năm nay chắc hết về Việt Nam được rồi, năm nay Tết xuân này con không về rồi mẹ ơi vâng cảm ơn tất cả quý vị cùng với mình chia sẻ những tin tức cập nhật được và mong rằng cũng là một cái tin giải trí đến với các bạn mà thôi vâng xin chào và hẹn gặp lại